cuộc sống. Nhưng ngày hôm nay cái con gia đình đó tao lớn chừng nào. Ở ngoài xã hội mày từng là anh láo, nên đời mày thích thế đừng chào. Trở lại gia đình dù có thất bại cũng là thằng con trai thôi. Xã hội có quay lưng về đến nhà nó vẫn là thằng con trai tôi. Mày cũng từng làm cho ba mẹ hành diện vì mày quên à. Từ nhỏ mày từng học giỏi nhiều năm liền hơn cái thằng bên nhà. Thành tích của mày nhiều mà chỉ là bữa cơm ngoài nó là mày quên thôi. Ba mẹ họ luôn bên mày, đừng có than khó chẳng ai bên tôi. Mày vẫn chưa thất bại đâu, con trai thì mày phải ngẩng đầu. Xã hội bọn nó luôn dạy nhau, không có gan thì đừng mong làm giàu. Ba mẹ thì vẫn luôn đằng sau, chỉ mong tương lai của mày như thế nào, để cho hai người khi bước ra đường, khi nhắc đến mày họ phải tự hào.